Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Xin chào. Xin chào. Ngày hôm nay đại gia đình rất là vui luôn khi trong tay cầm những cái bao lì xì đỏ như thế này nè. Cảm ơn anh Cường nha. Đây là đi tiễn Cường đó chị. Wow, anh Cường. Dạ, thì em rất là vui luôn và hạnh phúc khi được cầm trên tay những cái bao lì xì đỏ như thế này nè. Anh Cường gửi về tặng cho nhóm nha. Trước khi nhận bao lì xì thì em cũng đại diện cho nhóm Thôn Nữ Miền Tây chân thành cảm ơn anh Cường rất là nhiều. Lời nói đầu tiên là xin chúc anh Cường luôn luôn dồi dào sức khỏe nha, lúc nào cũng hạnh phúc, nhiều niềm vui, mọi điều vạn sự như ý, vạn sự cát tường anh nha. Tiếp theo chuyên mục là phát lì xì. Hôm nay thì chị không có ghi tên. Wow. Bây giờ mình bắt như thế nào thì mình trúng như thế đó. Dạ. Yeah. Yeah. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý. Một, hai, cả nhà đồng ý. Sớm gì? Sớm vậy hối hả? Không thôi nhưng mà. Cái dạ. Này mấy con thích con nào? Thích nào? Con cũng có con. Rồi, bắt nè. Hồi hộp. Để tay vô con, để tay vô bóc. Rồi bóc đi nha. Chị đếm nha. 1, 2, 3. Wow. Màu đỏ chứng tỏ là may mắn. Mấy con có thích cái bao lì xì này không? Dạ, thích. Dạ. Thích không? Dạ. Thích không? Dạ. Wow, yeah. Đúng rồi nha. Rồi, đại diện. Đại diện kia. Con chúc chú năm mới có thiệt là nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Dễ quá. Năm mới con chúc chú thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Wow. Năm mới con chúc chú thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc và cuộc sống và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Wow. Con chúc chú nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Tì quên này. Con chúc chú thật nhiều sức khỏe, năm mới vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Wow. Cái con chào những cái hình hồn này. Năm mới con chúc chú thật nhiều sức khỏe, tấn tài tấn lộc. Năm mới con chúc chú có nhiều sức khỏe rồi làm ăn phát tài phát đạt. Tiếp theo là chuyên mục của bé Bự. Wow. Bây giờ cho cẩm trước đi, hôm nay mình đổi ha. Em hả chị? Cả. Chọn đi cưng. Yeah. Nhắm mắt lại. Gần. Cười. Cười đi ấy. Cái gì vậy? Nhiều tiền. Mà, em mãi nha. Mở đi. 1, 2, 3. Wow. Còn nữa hả? Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh Cường rất là nhiều luôn. Vì đã tặng cái số tiền này cho em, tặng lì xì năm mới rất là may mắn luôn. Chân thành cảm ơn anh đã gửi đến nhóm nữa. Thì chúc cho anh Cường năm mới nè, luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Chúc anh năm mới vui vẻ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Bây giờ là mình có hên và có xua trong này nha. Ủa vậy hả chị? Ai bóc trúng không có thì thôi. Ủa vậy này mà chắc là mình chị hả? Em thấy xua tiền đâu qua đó chị. Giữa. Em thấy là bóc trúng. Chị ba, cố lên chị ba. Cái gì chị? Cái mặt kì chị, cái mặt kì. Là chị Hên rồi đó. Rồi không biết là bốn người này có ai đây. Chị Ba mời chị Ba. Em cảm ơn anh Cường rất nhiều. Năm mới em chúc anh và gia đình có nhiều sức khỏe, được vạn sự như ý, tiền vô như nước, tấn tài tấn lộc. Ông vàng cố lên. Ông ơi cố lên. Trước để vàng đi. Này chắc giả quá. Không lẽ là mình sao? Tại chị Hên lắm đó. Cố lên. Thôi giải vô phóng đi chị. Cố lên. Dỡ đi. Có mặt mà thấu không? Không có mặt thấu. Dỡ đi. Bóp bóp đi chị. Bóp bóp đi. Bóp bóp. Bóp bóp nhẹ. Cả nhà đều là chị em hết. Cảm ơn. Rồi ba chị em có nguy cơ cao quá. Chị thoát rồi nha, ngăn chị thoát rồi. Dạ, em cảm ơn anh Cường rất là nhiều nha. Đã lì xì cho tụi em. Mặc dù là lớn rồi nhưng mà vẫn rất thích lì xì. Dạ,
Năm mới thì em xin chúc anh Cường thật là nhiều sức khỏe nè, công việc thì lúc nào cũng thành công. Tiền vô như nước, tiền ra rỉ rỉ thôi anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tỷ lệ nhà mình sao còn hẩm hiu quá. Hay là ngay cái chị Dung cùng một lượt đi cho nó hồi hộp nha. Ờ vậy đi ha. Rồi, vậy đi nha. Hên xui nha. Chưa, chị Dung lấy trước. Tới ngăn. Có cho sợ không chị? Có cho tới sợ ngăn kìa, tới ngăn. Không, không sợ. Rồi, cho em tới giữa giảm mát chị ơi. Chưa, em đếm giữa cho em mát nha. Em đếm nha. Chị coi trước. Thôi. 1 2 3. Ồ, vẫn còn may mắn. Còn ngon lắm nhưng mà đầy xui nha. Hả? Chiên có lừa không? Không biết, sao cùng mới biết. Sao cùng lớp thì chị Dung ơi. Vậy chị ha. Dạ. Nè, năm mới Tết đến nè, em chúc anh Cường thật là nhiều sức khỏe, có một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tấn tài tấn lộc tấn bình an. Cảm ơn anh. Cảm ơn Cường. À, phần của caramel, trái phải caramel ơi, hên xui. Chưa chị ơi, còn ngăn được. Chưa chị ơi. Chưa. Em xin lỗi anh Cường. Chị, em vội vã quá anh, tại vì chị nôn quá. Dạ, tại vì chị gấp quá như là nó hơi vội, bỏ qua em. Thì em cũng đã nhận được cái phần lì xì của anh rồi. Thì thật sự là mấy chị em là rất là vui luôn nha anh Cường. Năm mới đến thì em cũng chúc anh là năm mới được dồi dào sức khỏe nè, công việc làm ăn thì thuận lợi, rồi cuộc sống thì lúc nào cũng vui vẻ và được thành công nha anh. Và đặc biệt á là sẽ hỗ trợ tụi em nhiều hơn trong cái việc thiện nguyện để mà ủng hộ những cái bà con nghèo nha. Dạ, cảm ơn anh. Trái phải tèn tèn trái phải trái 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 thôi. Cảm ơn anh Cường nhiều nha. Chúc anh bách niên dây lão, răng long đồ bạc luôn á. Cảm ơn anh nhiều nha. Đó là xì cho hai đứa em. Trời ơi, cần quá à. Dạ, em cũng cảm ơn cái phần lì xì của anh rất là nhiều nha. Em rất là vui luôn. Rất là vui luôn. Em cũng một lần nữa xin chúc cho anh Cường và gia đình anh Cường luôn luôn có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui, nhiều niềm hạnh phúc nha. Mọi điều vạn sự như ý, vạn sự cát tường. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Xin chào. Mình nói happy new year. Happy. Chúc mừng mới happy new year. Mấy hai cho mình nói à. Chúc mừng. 1, 2, 3. Chúc mừng năm mới 2024. Happy new year. Bye. Bye bye mọi người.